Hello các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái lồng tập bắn, cái vị làm cái lồng tập bắn để mình luyện bắn ná tại nhà các bạn. Đây các bạn, đây là cái lồng tập bắn của mình nè. Thì cái lồng tập bắn của mình là mình lấy một cái chuồng chó các bạn. Một cái chuồng chó hay là cái lồng chim gì đó, các bạn sẽ bọc vải. Cái này là vải nè, bọc vải hết, bọc vải xung quanh và ở dưới cũng cũng bọc lại luôn. Các bạn bọc vải lại rồi các bạn ở bên trong này thì các bạn bỏ một miếng vải, với lại các bạn xin mấy cái ruột xe máy á, ở tiệm xe máy, các bạn xin mấy cái ruột xe máy về, các bạn 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 cắt ra từng từng khúc như thế này. Đây, một một khúc như thế này, các bạn sau đó các bạn cắt nhỏ ra, rồi các bạn cắt nhỏ ra, các bạn cột ở trên trên cái lồng này để làm chi, khi mà mình bắn bắn vô thì đạn nó sẽ giảm giảm lực và nó sẽ êm hơn, nó nằm ở trong cái lồng này, và chúng ta sẽ giữ lại được đạn. Còn bia thì các bạn nên chọn một cái bia nhỏ thôi, có thể dùng bia mình là mình thích dùng cái muỗng inox nhỏ, đường kính khoảng 2 cm thôi, để mà khi mà nó bắn vào thì nó có âm thanh một cái cốc, nó nghe rất là đã tai, rất là sướng. Đây mình bán lên cái muỗng này nó có nhiều vết rồi các bạn này. Thì đây là cái bia, thì cái bia này các bạn để cái bia này và các bạn tập bắn khoảng cự ly tầm 10, 12, 15 mét ở nhà, tại nhà là được, tùy theo các bạn. Và sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái hình thức bia tập bắn khác nữa các bạn. Đó, các bạn thấy cái bia tập bắn ở trên này không? Đó, đó là cái bia tập bắn của mình đó, là để mình bắn ở vị trí góc cao. Thì bia tập bắn ở vị trí góc cao, bây giờ mình sẽ lấy cái cây sào mình đem xuống cho các bạn xem nhé. Đây, đây là cái bia tập bắn này các bạn. Thì mình làm như thế nào? Cái trên kia là cái bia tập bắn ở vị trí thấp ngang mặt bằng cái chiều cao của cái đầu của mình. Còn cái bia tập bắn kiểu này là mình sẽ làm để mục đích là mình sẽ bắn ở những vị trí cao, những vị trí cao. Cái góc nó xéo lên trên cao để mình đi bắn chim đó. Thì làm cái này là các bạn kiếm mấy cái váy á, các bạn xin của mẹ hay là của vợ hay là của chị đó, cái váy bự, đây là một cái váy. Sau đó các bạn sẽ lấy sắt sáo á, này sắt sắt cứng các bạn, sắt sáo các bạn uốn thành giống như một cái vợt á, uốn thành hình cái vợt, rồi các bạn sẽ may cái váy vô trong. Rồi thì ở trong này các bạn thiết kế một cái móc phơi đồ. Cái móc phơi đồ các bạn làm cho nó thụng ra như vậy. Đó. Và ở trên này làm hai cái móc để mình treo lên trên cao các bạn. Thì bắn vào thì nó giữ đạn lại. Làm cái bia này rất là có lợi là nó sẽ giữ đạn lại và mình tiết kiệm đạn. Mình tập ở nhà mình tập rất là sướng. Và nếu mà ở nhà các bạn không có chỗ treo á, thì các bạn có thể đem ra ngoài ngoài công viên, ngoài rừng cây á, các bạn treo lên trên cành cây cao á, bởi vì có hai cái móc để treo nè, có hai cái móc để treo nè, treo lên trên cành cây cao á, để mình đứng vị trí thấp ở dưới mình bắn lên đó, và nó sẽ rất là tiện lợi để mình tập bắn sau này mình đi bắn chim bắn đồ á, là cái góc góc xéo góc cao á, rất là gặp rất là nhiều. Còn cái bắn bia mà ở góc thấp như thế này thì đi bắn chim nó ít gặp cái trường hợp như vậy. Thường là anh em bắn bia thi đấu á, thì dùng cái bia mà ở góc thấp ngang mặt. Còn thiết kế cái bia như mình á, nó vừa rẻ tiền, đơn giản đó, mà nó lại rất là hiệu quả anh em. Thì đạn nó nằm hết trong này anh em nè đó. Đạn nó vô nó nằm hết trong này đó, chỉ cần đơn giản như vậy thôi. À, anh em làm giống như một cái vợt, lấy cái váy các bạn, anh em lấy cái váy, còn bên trong này thì làm như vậy.
À, thông qua cái clip này mình cũng chia sẻ với anh em một số cái điều mà mình cảm thấy giống như là mình dành cho những anh em mới tập chơi đó, là khi bắn ná thì anh em phải có cái hickey đúng không? Nhưng mà mình thấy một số anh em là giống như là dùng cái hickey này, cái nhẫn này, đây là cái nhẫn này, hồi đầu tiên mình mới mua về mình không biết mình đeo cái nhẫn là mình đeo ở bên ngoài như thế này. Đây anh em. Đó, mình đeo cái nhẫn là mình đeo như thế này. Đó, hồi mới mới tập chơi mình thấy nhiều anh em đeo như thế này, xong rồi cái là mình bắn á, khi mình bắn á là mình lấy ra mình bắn. Đó, thì mình chia sẻ với anh em á, thì cái nhẫn á là những anh em mới chơi á thường đeo ra bên ngoài như thế này là nó không không có tiện. Mà anh em quay cái nhẫn vô trong như thế này nè. Anh em nghe mình hướng, nghe mình chia sẻ nhé. Rồi, anh em quay cái nhẫn vô trong. Quay cái nhẫn vô trong. Rồi mỗi lần anh em sẽ lấy bi. Anh em sẽ lấy bi. Đó, lấy một nắm bi như thế này. Và anh em nắm lại nè. Đó. Và khi mình đi săn á, khi mình đi săn á. Khi mình đi săn á là mình anh em phải tập cái kỹ thuật này khi mà rất là ứng dụng khi mà đi săn, tức là mình phải tập cho nó nhanh. Mình lấy đạn nhanh. À, mình tập kỹ thuật là mình ở trong này nè, cái bi mình nắm trong tay nè. Cái bi mình nắm trong tay này, xong rồi mình bật ra một viên ở hai cái ngón này, đó mình bật ra một viên ở hai ngón này, rồi mình để lên đây, rồi mình bắn. Và anh em phải tập nó nhanh như vậy, tức là ý mình nói ở đây là mình phải làm nhanh, là khi mình tác chiến á, con chim nó thao tác ở ngoài tự nhiên rất là nhanh, mà mình thấy rằng cái kỹ thuật mà kẹp bi ở trong tay này nè là khoảng 5-10 viên gì đó anh em kẹp và anh em lấy này. Ví dụ như anh em xì đó, mình làm quen, anh em tập phải tập cái động tác này rất là quen, bán bụp xong cái anh em xì ra một viên khác nữa, kẹp kẹp vô hai cái ngón này này đó, xong anh em để như thế này, anh em để vô bắn, rồi cái anh em hết viên đó rồi anh em lại kẹp viên khác ra, tức là mình sẽ có cái động tác lấy bi rất là nhanh như thế này này. Ví dụ như mình làm chậm, mình làm thử anh em xem này. Ví dụ như trừ mình đẩy ra một viên đó, mình kẹp lên thế này đó, sau đó mình để cái ná vào, để cái ná vào là nó vào ngay đó, xong rồi bắn viên đó đi cái rạc, sau đó anh em lấy cái ngón cái này, lấy ngón cái này, anh em bật viên bi ra đây, mình lấy ngón cái này mình bật viên bi ra ngay lên trên hai cái ngón này đó, và mình để cái ná này vô đây, anh em tập thử đi, nó rất là thuận tiện luôn, rất là nhanh luôn, mà mình bắn tức là cái thao tác vào đạn của mình rất là nhanh đó. Mình thấy là một số anh em cầu thủ á, là sử dụng cái phương pháp này khi họ thi đấu, mà tốc độ bắn, tốc độ bắn nhiều, hoặc là khi đi săn á, là một số anh em sử dụng cái kỹ thuật này, nhưng mà nhiều anh em không chia sẻ. Thì mình thấy đây, bật cái viên bi ra hai cái ngón này, bây giờ mình làm chậm cho các anh em thấy thôi, rồi cái mình để vô đây, bắn búp xong rồi bật ra viên khác liền, à viên khác nó đưa vô đây liền, tại vì cái kỹ thuật đó mình làm mình bật qua thế này rất là nhanh, rồi cái mình sửa lại, nếu mà cái dây này mà nó bị lộn, cái dây này nó bị xoang lại như thế này thì mình sửa, sau đó nó thẳng rồi á thì anh em kẹp ngay vô, đưa vô là kẹp ngay và bắn, thì cái thao tác rất là nhanh. Thì mình hướng dẫn thì nó chậm như vậy, nhưng mà anh em phải tập. Thì đầu tiên khi mà về mình tập cái kỹ thuật này, mình tập cũng 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 được 1-2 buổi đó anh em. Ví dụ như mình tập là mình để ra như thế này, cái mình bật mình lấy viên đạn đó, chia sẻ như vậy. Còn về một số kỹ thuật bắn thì chia sẻ với anh em á, thì mỗi người có mỗi cách bắn, mỗi người có mỗi cách bắn và mỗi góc bắn khác nhau. Tuy nhiên á, một số điều mà mình tâm đắc á là như thế này. Thứ nhất á, là cái thun á, cái thun anh em chọn á là anh em chọn một loại thun thôi, một nhà sản xuất anh em chọn một loại thun, một khổ thun, và anh em bắn thấy sướng cảm giác thì anh em tập mãi một loại thun và khổ thun đó. Anh em đừng bao giờ đổi khổ thun hay là đổi loại thun. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là cái điểm đặt da. Như đối với mình á là mình bắn ná là mình bắn theo cái kiểu là chặt 10 á. Cái ná mình thì cái chặt 7, chặt 8 thôi. Nhưng mà cái điểm ngắm của mình là nó ở ở cái chặt 10, đỉnh chặt 10, độ rộng của nó chặt 10. Tại vì cái điểm đặt da
của mình là ngay miệng thì mình luôn luôn là ngay miệng. Còn nếu anh em điểm đặt da của anh em ở ngay má thì luôn luôn là ngay má. Anh em phải cố định cái điểm đặt da chính xác, rồi từ đó anh em chỉnh thước ngắm. Đó, anh em tập luyện, ngày nào anh em cũng tập luyện, tập luyện đều đều như vậy, sáng trưa chiều anh em tập luyện thì anh em sẽ có cảm giác bắn tốt hơn. Ok, clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi và kênh. Chúc anh em sức khỏe, và nếu anh em cảm thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.